Hello Cát, hello anh Tuấn. Hello Lý Hồng Nhi, hello Đô Gây Gớm, hello mọi người, hello anh em nha. Hello anh em mới vô. Được em ơi, đã chờ gì nữa. À, hôm qua mình chui vô tủ à. Anh em ơi, mới vô chia sẻ like cho em cái anh em ơi. Chia sẻ like cái anh em ơi. This way, Blake. Jess, come back. Hôm qua là mình vô chỗ trường học. Vô đây rồi. Đây có gì? Còn gì không? Không em ơi, em kim dị mà zombie gì? Pin nè. Mới vô bấm like chia sẻ là cho anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây có gì không? Đây có cái gì không? Đây không có gì hết. Có cửa bên này. Bên đây không có gì luôn. Ai mở cửa đây? Ai mở cửa? Gì đây? Gì vậy? Ôi sao hồn. Anh em mới vô xem phim cho màn hình với lại chia sẻ like giam giùm nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ở đây thử. Đây cũng không có gì luôn. Có pin bọng gì không? Hello Huy. Hình như anh thấy đằng trước có người đứng đó anh em ơi. Kìa. Không có. Nó kìa. Tại sao phòng này lại có điện? Tại sao phòng này nó có điện? Hello Hoàng Anh, hello em. Nó đâu rồi? Anh đây, anh đây. Hello em trai. Để mấy giờ mày mới ngủ dậy nha. Nghỉ học chưa, nghỉ học chưa? Nghỉ lễ chưa? Anh chơi game này gì? Game gì em? Game đó là game gì? Nghỉ lễ à hả? Ai hát gì vậy? Lipping Dog hả? Để em chụp hình này. Hôm nay thì quá ok à, ghê ghê ghê. Ok thi là tại sao có phao? Gặp cô dễ hả? Vậy là hôm nay thi ổn đúng không? Làm cảnh sát chìm hả? Mê cô à? Mê thôi nha, đừng yêu cô nha. Rồi à, quay về cái lỗ hôm qua, cái khúc cây chứ. Anh em ơi rảnh chia sẻ like cho anh đấy nha. Ok Huy 80 em. Rồi 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 rồi. Ok 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 ok. Gì đây? Chấm tham tôi ra. Cút đi. Haha, tôi phao sao giờ kiểm tra. Ghê nhờ. Mở miệng hắn ra nít. Á đủ máu. Phải à. Hello Tiền. Ây da. Ok Hoàng Anh nha. Nó treo mình lên thánh giá rồi anh em ơi. Ây da. He will give us his gospel, the sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried, but he will rise again. Làm bài đâu y đâu kêu rồi. We will eat of that flesh in holy communion and be healed of our physical sins, and we shall inherit this broken earth. See, we've prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this. Rồi nó treo mình lên thánh giá luôn rồi. You're supposed to have a gospel for us to guide us in salvation after the end. Muốn xem anh chơi Bad by Dalai à? Không biết khi đúng không? Cái đó kiếm vậy hả Hoàng Anh ơi? Thằng sửa máy á. Ây da. Ừ, có gì em coi sao nhá. Đánh phải được thì em chơi cho em coi. Em mới chơi một mình, mới chơi co-op. Hello Liễu, hello Nhi. Hello bên em mới vô nha. Mình đó đóng đinh rồi anh em ơi. Không bé ơi à. Bốn người à, bốn người đâu ra nhờ. Không mình ơi anh sao cho bốn người được. Rồi nó lấy cái máy ảnh của mình rồi. Tại thường là anh chơi bản Crash thôi mà. Crash đâu có ghép với ai được. Ta phải học với mình. Nó lấy máy ảnh của mình rồi anh em ơi. Rồi luôn. Đúng rồi anh Tuấn ơi. Nhưng mà vẫn chưa chết, vẫn còn sống nha. Này mình chỉ ngất thôi. Chỉ mất xỉu thôi. Rồi qua ngày hôm sau rồi. Mình mê rồi. Ây da đau quá mấy em ơi. Đúng rồi anh Tuấn ơi. Rút ra. Ây da. Đau giùm luôn chứ. Ok Hoàng Anh nha. Ok em. Hello mấy chồng. Ơ kìa. Ghê. Bạn đang chảy máu. Bạn cần phải băng bó. Đi đâu băng bó bây giờ? Mai kiếm chồng đồ. Mình bị thương rồi anh em ơi. Núp vô. Tụi này nó thấy nó giết đấy. Anh em ơi. Hello mọi người. Anh em giảm chia sẻ like với lại nhấp tay cho màn hình cho mình anh em ơi. Cho lên khoảng 4-5k gì đi anh em. Ở đây có đồ băng bó này. Băng bó vết thương vô. Đau quá. Băng bên đây nữa. Băng luôn. Đỡ rồi đó. Leo lên. Anh em xem có bị giật lắc gì không anh em ơi. Ở đâu rít giờ đi đâu nữa nhờ. Ok anh Tuấn nha. Đi qua đây. Chạy cho nó mau anh em ơi. Xuống đây. À quên mình không có máy quay. Tôi bấm máy quay thôi. Mấy kia nó cầm đèn mới đi kiếm kìa. Kiếm gì nhờ? Kiếm mình à? Pin này là pin đi em ơi. gà cái này vô. Lấy cái này. Lấy pin. Chui ra. Hoàng Anh đâu rồi? Hoàng Anh mới vô đó. Nhưng Hoàng Anh đang xem thì phải. Sao chơi bà bảo lai à? Thằng kia đâu rồi? Qua đây. Ủa chỗ này mình mới qua mà. Ở đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Mày làm gì với tao? Gửi quyền kiếm em. Lâu quả. Giờ phút này đi đâu nhờ? Lô không kém 4 chém nha. Nó vòng vòng nó kiếm mình kìa. Gần 5 giờ mẹ anh em không thích xem nên anh ít like lại á. Từ từ với anh em. Hút mày đi đâu nhờ? Hút mày đi đâu anh em nhờ? Chú vô. Biết em không à? Không biết. Trốn. Ê kìa, ở kìa. Chạy. À, chắc lên bay. Em là hàng đúng không? Xuống đây. Hello mấy anh em mới vô nha. Anh em rảnh chia sẻ like với lại tim vô màn hình cho mình nhé. Cảm ơn anh em nhiều. Mấy rồ ơi. Ý nhỉ nhờ. Nó quay trở lại rồi đây à, ok. Hello Harry. Lên đây. Anh em được nghỉ lễ hết chưa anh em? Xuống đây hả? ơi, nó kiếm, nó kiếm. Nó kiếm mình nha. Từ em ơi, không được ngó đầu vậy nha. Nốt tài. Đây để hình nền. Để hình nền đẹp vậy. Nhi không thấy anh được em ơi à. Nhi bên tới rồi. Gạt cửa vô. Cảm ơn Hoàng Anh nhiều, cảm ơn em. Phút này thôi thui thôi, không thấy gì hết trơn. À máy quay mình đây rồi, thôi anh đù quay gì đây rồi. What the fuck? Quay lại trường học rồi anh em ơi. Cái này là cái gì đây? Vẫn là cái hình treo cổ nhá. Hello mọi người, hello anh em mới vô. Anh em gặp gì? What the hell? Chơi game kiểm lâm đi anh nè. À. Kiểm lâm là game gì em? Kiểm lâm là đi kiểm tra rừng hả? Giống với game kiểm tra xe bảo hiểm đúng không? Cho em xin tên game nha. Ok em. Một miếng giấy. Anh em mà chưa follow bấm follow cái anh em. Đèn chớp thế nhỉ. Ê vãi là máu rồi anh em, máu kìa. Cái game nhận hối lộ à? À cái game bán phá đảo mà Last of Us 2 đâu có, game này là game Outlast 2 mà. Nó hù mình thôi anh em ơi, không sao. Hello Hòa, giờ đi đâu nữa nhờ? Chỗ này mình mới đi ra đúng không? Em nghĩ là đi vô đây này. Ok. Ủa chỗ này mình mới đi ra mà. Qua đây chứ. Vô em ơi. Tiếng chuông ở đâu vậy? Hello Kimi, hello P80. Cảm ơn Hoàng Anh nhiều, cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Ai gọi điện vào đó? Đi. Con gì vậy? Nó rồi. Nó rồi. Ở đây được không? Cảm ơn Hoàng Anh nhiều nha, cảm ơn em. Nó đâu rồi ta? Cái giấy này mình coi rồi. Vô lại lần nữa coi. Hai pin cái. Có đường, biết đường mà chạy. Ừ em hay rồi em ơi. Alo. Đứa nào ngậm đầu dây bên kia nhả ra nè. Xin chào. Chào, cần con giữ bình tĩnh đi, giúp con ra khỏi chỗ này. À, giống như một ông cha xứ giúp mình bên em mà. Ơ kìa. Phải à, cái lưỡi. Hơi ghê nha. Được chưa. Đừng nghe lâu à, cái đó nó tự động mà. Gì vậy? Mới thấy con gì vậy anh em ơi? Sao quen vậy em già? Cảm ơn Tài nhiều. Ok, cảm ơn Tài nha. Chắc anh thức tới sáng à? Thức đến sáng ngồi chơi game với em là anh Tuấn ơi. Sao vậy, sao anh mang ngủ? Cảm ơn Tài nhiều. Ê, nó kìa. Ê, cứu tôi. Chú bị nghe. Cứu tôi. Anh đù sang không gian mới gì đó hả? Mau vậy. Qua chỗ khác rồi em ơi. Ê. Rồi luôn. Chạy. Từ nha. Nó đang kiếm mình, nó bắn mình đó. Từ anh em ơi. Thằng quỷ kia đâu rồi? Tí thành nhím mà không dám đâu. Anh em mà chưa follow bấm follow cái nha anh em. Nó đâu rồi? Hai đứa nó kìa anh em. Kìa nó. Bị kẹt à. Nó bị kẹt hả? Nó đâu rồi? Nắp vô. Nó bắn đó. Kìa hai đứa nó kìa. Hai đứa nó bên đó kìa. Ê, chấm tha nha. Hello Sergi. Hello anh em mới vô. Nó đâu rồi? Nó đang kiếm mình kìa. Từ nha anh em. Chạy. Qua đây. Mau. Wow. Cố lên. Vì đâu nữa? Ok. Cái gì đó? Ai vậy? À, Hoàng Anh nha. Ở tên hà. Hello anh em nhiều sáu. Ơ kìa. Vãi à. Đã có Hoàng Anh nhiều. Chị cũng té chết nữa. Nhận ra em à đồ. Thấy điều lạ lạ là biết em rồi. Ok 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 ok, từ từ nhá. Từ từ. Hello Thành. Hôm nay lại đi ấy da. Lại đi du ngoạn hả? Cảm ơn Sugi đã follow nha. Hồi máu cái. Hello Vấn Sắc Boy. Hello Ken. Núp anh em ơi. Nó bắn cung kìa. Ây da. Mới về quê rồi ạ. Ây da. Bắn bó dễ thương cái. Về quê ăn lễ sướng nha. Ây da. Phải liều với anh em. Liều ăn nhiều chứ. Quỷ nó làm gì nhỉ? Ây da. Tránh ra. Heo ở đâu chọc tiếp thế à? Ok. Anh đây Hoàng Anh ơi. Đó, lại bắn cung. Trốn từ. Tụi mình Thành về quê đi chơi với người yêu rồi. Cảm ơn Hoàng Anh nhiều, cảm ơn em. Ây da. Tụi mình Thành về quê đi chơi với người yêu rồi. Không có like đâu. Núp xuống anh em ơi. Sắp Thành nhiếm rồi. Có vợ rồi à? Ủa, có vợ rồi đi chơi người yêu cũng được vậy. Ai cấm đúng không? Treo lên. Bậy. Hello anh em mới vô nha. Ê, gì vậy? Dạ. Già mày đâu ra gì? Rồi luôn. Ơ kìa. Game gì đây anh? Outlast 2 em ơi. Ủa nó làm gì mình vậy? Em? Hello Hoàng Anh đẹp trai mới vô đồ. Chạy. Ây da. Vãi à. Con gao kìa, thép gai à. Rồi nó lại bắt mình được rồi. Chung sống mình anh em ơi. Mới người ta mới chung sống thôi rồi. Nó chung sống thôi rồi anh em ơi. Đắp bộ cuộc tình luôn rồi. Rồi luôn. À nó kéo mình đi chứ. Nó chưa có chôn anh em ơi. Nó chôn mình là liệm được rồi. Bây giờ nó mới chôn nè. Rồi nó chôn mình anh em ơi. Chôn mi nha. Đồi thông một bộ anh em ơi. Đừng lo camera bắt tử à. Ok em. Rồi luôn lắp ở đuôi luôn rồi. Tưởng banh càng hả? Ok. Mở tao ra. Cho tao ra. Cho tao ra. Lên. Người về từ lòng đất rồi anh em. Anh em vừa xem tác phẩm người về từ lòng đất. Đúng rồi. Hello bạn, hello ông. Hai cục pin luôn ngon. Về đi đâu nữa nhờ? Anh em mới coi vừa thăm tiểu phẩm người về từ lòng đất nhá. Nó đi xa rồi à, ok. Lên đây được không? À không được. Tính ra nó chôn cạn á chứ nó chôn sâu là coi như liệm mình rồi. Hôm qua phá đảo ao 1 à. Ao 1 anh phá đảo hôm trước nữa đang nghi ơi. Ao 1 anh phá đảo trước cái hôm đi xâm nhập xếp lần. Liệm là em à. Hôm nay là Outlast 2 nhé. Gì đấy? Con gì đấy? Chảnh ra. Bữa đó có coi à. À buổi sáng hôm sau á, buổi sáng hôm sau chứ. Ê. Ra. Buổi sáng hôm sau á. Chui. Đó kìa em ơi à, qua rồi em ơi. Demo Outlast 3 chưa, anh chưa chơi. Sắp tới à. Hello ra gông. Tí gì liệm. Hello sự. Không trả lời em luôn. Đâu, em có ghi gì đâu. Hello Hoàng anh đây. Chắc tin nhắn là bị trôi rồi. Em hỏi anh gì đó. Gì vậy? Anh vừa thấy hai cái chữ banh càng của em thôi. Mấy chị Sim đâu rồi à? Chị Sim không biết nữa. Hồi nãy chị Nhi hỏi em đó. Nãy có chị Nhi hỏi em thôi. Đó chị Nhi chị xin vô kìa. Chị xin tiền vô kìa. Thiệt. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn còn đó không nhờ? Hồi nãy có Nhi hỏi Hoàng Anh đúng không? Ủa? Cái lỗ này mình mới chui qua mà. Tự nhiên chui lại chi vậy? Thật. Anh nói thật. Người ta nói thật lại không tin. Đi qua đây. Ừ hồi nãy hỏi rõ ràng mà. Được kìa. Ai chơi đu dây giữa đêm vậy? Anh em ơi, nó chơi trò Shadow à. Shadow mình hơi lạ nha. Tối chơi game xin nghỉ ngủ sao được à. Anh được cái là anh chơi game xong rồi anh quên hết rồi em ơi. Anh lăn ra là anh ngủ à. Leo lên. Leo lên chỗ này. Anh em ơi, ai chưa follow bấm follow cái em. Cảm ơn em rất là nhiều. Nhảy qua. Ừ, hôm nay mình đi ra ngoài rồi em ơi. Em hỏi nhà thương rồi. Thật sự xin lỗi vì tôi đã tháo sợi dây thôi. À, hôm nay phải đi lấy sợi dây. Giờ đi đâu giờ? Qua đây. Chị gót á, chị gót là ai? Núp cái. Núp cái. Nó kia thấy mình kìa. Ây da. Cứu tôi. Cứu tôi. Buông ra. Mày chết bà mày đi. Ê. Mấy anh ơi, em có làm gì đâu. Em có làm gì đâu. Em có làm gì đâu. Mà em ngược em. Ây da. Ây da. Ây da. Rồi luôn. Một dao. Đi luôn mà. Đi xa luôn mà. Tới công chuyện cái về luôn ấy chứ. Vì né rồi nó ra anh em ơi. Né ra nha. Bên có người không? Ê, hết hồn mày. Nhạc gì mà. Nhạc gì mà tằng 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 khốn nạn vậy. Đâu có nhạc khác được không? Gài cái này lại. Có băng bó vết thương nè. Có pin không? Không có pin. Chú ơi, chú làm gì vậy? Chị ơi, ngủ quá. Ờ kìa, giờ mày đi ngủ rồi. Cũng sớm dậy. Nghỉ lễ hết chưa anh em? Đi qua mẹ cũng có làm gì mình không nhờ. Ây da. Ông già nghèo khổ là đạp cho một đạp. Chạy. Hello anh em mới vô. Rồi anh nè. À, mở dây. Cái này gọi là sức mạnh nội tại nè anh em. Hồi nãy thì đào mồ sống dậy, còn khúc này thì bẻ khúc cây. Cảm ơn con cái nịt. Cảm ơn ông. Lấy dây, lấy dây. Ui, treo cổ người ta kìa. Chui vô đây. Chạy em ơi, được đồ rồi, chạy. Đánh võng, lạng lách, số 1, số 2, số 3 bóc đầu. Lên. Cảm ơn Hoàng Anh nhiều, cảm ơn em. Thế đó cái gì nhờ? Lần đầu anh thấy luôn ấy. Xuống. Mau lên. Được kìa. Đừng có kéo ba lên chứ. Xem liệu đúng không anh à? Ao lắm mà sợ là không chơi nổi đâu. Nó xuống từ ấy. Vãi là người chết à. Chui vô đâu? Ai gì cái bên mình vậy? À cái tay mình à. Vãi à. Cái tay mình mà mình cứ tưởng là ai. Đạp vỡ. À đù. Lại qua chỗ khác rồi. Tầng thượng. Giống như bộ đội. Tối nha. Cái gì đây? Tôi mới thấy cái gì đấy? Cái bóng gì á em ơi. Tôi mới thấy cái bóng gì á, nó lướt ngang mình. Giống như là một thằng cầm súng vậy á. Còn trong bi anh à. Không, phút này nó bắt mình. Đó, rõ ràng luôn ấy. Giống như nó chạy theo mình vậy á. Leo lên đây. Thực thể hả? Nó hù mình đúng không? Không em ơi, anh phải em web nha. Nó đưa qua map mới. Nó cứ giật cái màn hình khó chịu ấy à. Đóng vô. Đóng thì đóng cho mạnh. Mạnh vô. Mạnh nữa. Thôi tao đi đây. Nó hù à. Ok em. Gì đấy? Ê. Oai. Làm gì mày? Mới gượt. Ê, sẽ chặn đầu mày. Mở cửa. Cảm ơn kem suy thận. Kìa. Ở đâu rồi kem BD rồi, có kem suy thận ở đây nữa. Ai đấy? Hoàng Anh đúng không? Kìa, hết kem này là BD rồi, kem suy thận. Chưa thấy mày làm gì. Xem mà sợ thật sự ok á. Ok thăm lịch nha. Anh vào hàng hả? Ok. Anh em cứ tặng thoải mái. Gì đấy? Ê, nó sau lưng mình kìa. Mày, tao chạy, tao lên. Cửa. Chỗ nào rồi? Đấy, cục pin. Này giống như là một cái quán ăn vậy anh em à. Ồ, map mới nữa. Ăn bó vết thương nè. Có người hạng 2 kìa anh à. Định vượt hạng 1 của em đó. Ủa tấm hình mình quen ấy nhờ. Gì đây? Ánh sáng chói lóa của 10 kim chương Phật hả? Cái gì vậy? Jessica, come here. Jess. Jessica. Quick. The thing is done. Oh God, the sun looked down upon the light of light. Jessica, can you hear me? Can you hear me? Con đâu rồi? I need not fear if thou were near. Thou art my savior. Chắc khỏi ngủ đêm nay quá à. Sợ mà lại muốn coi hả? Đúng mày đúng không? Mày đừng hù ba nha. Mày hù ba đi. Tao chết tại đây cho mày coi. Mày hù tao là tao chết cho mày coi đó. Jessica. Ok tưởng nha. Sợ nhưng vẫn coi tại buồn à. Ok sự nha. Mở đèn lên. Cái mày chơi hoài không mấy giờ sáng nhờ. Chơi hoài mà không mấy giờ sáng. Lake. Get to the other side of the lake. Nhảy lên đây à? Hello Huy, hello em. Qua đây được không? Qua đây được nha. Có ai đi xuống kia kìa. Rồi lặn xuống nước rồi. Quay. Làm gì đó ơi. Sao em lặn xuống nước rồi? Vô trong mấy nhà này coi có đồ bạc gì không anh em ơi. Tắm đi anh à, không bé ơi. Tắm chuột rút đó. Tắm chuột rút đó em ơi. không bé ơi. Đây có gì không nhờ? Không ghép bố chém mà. Ơ kìa, hơi bố láo vậy nha. Còn 13% mà. Bởi vậy tới giờ like là hết pin. Bởi vì để pin đi coi gái đúng không? Ok tướng nha. Gì vậy? Đứa nào ấy? Đứa nào ở đây đấy? Đừng có hù tao, tao không có sợ đâu nhá. Quay phim lại bầu trời em ơi. Ok tôi. Lưu game rồi, lưu game rồi. Cảnh ở đây cũng đẹp nhờ. Trăng sáng. Ngô ghép đắt kêu à? Là sao? Để với lúc em gặp ma. Thì mày không có ma em ơi. Cái này chỉ có... À dạ, có mấy thằng miên thôi. Thay pin cái. Mình mất dấu nhỏ kia luôn anh em ơi. Con nhỏ có bầu ấy. Con nhỏ mà phóng viên ấy. Anh cứu nó thôi à. Đây có ai không? Ok lâm lũi nha. Con nhỏ kia có bầu mà. Nhỏ phóng viên có bầu mà. Thôi mà không nhớ gì hết trơn. Nếu người tìm thấy thứ này hãy quay lại cổng đền thờ và nói với cha. À, thì sao vô không nói gì chơi về em. Đây bận hả? Cái gì đấy? Lên bè. Lên bè thôi. Mình bơi, bên trái, bên phải. Thằng này bị điên thiệt rồi anh em ơi. Giữa đêm nó đi chèo thuyền ra giữa sông làm gì hay không biết. Ok sự nha. Quẹo qua. Rồi Sương xuống là không thấy đường chèo rồi. gì nhỉ? Tiếng gì nhỉ? Rồi. Tới công chuyện rồi. Rồi. Cá chết. Đây là dấu hiệu của sự khởi nguyên. Cá chết anh em ơi. Rồi. Sống thần luôn. Liệm bằng nhỏ rồi. Người chết kìa. Cái bè đâu rồi? Cái bè, cái bè. Chung đi nha. Cái bè, cái bè, cái bè, cái bè. Mời chó à? Ê, mà da, mà da, mà da. Em thôi, thả em đi. Lên. Dèo lên. Chèo, chèo, chèo. Vô bờ, vô bờ, vô bờ, vô bờ. Đi, đi, mau lên, mau lên. Đứng đợi cái gì không biết nữa. Cố gắng lên. Đi qua đây. Rồi đi qua đây. Đang chèo thuyền kayak nè anh em. Anh em mà chưa follow bấm follow nghe anh em. Ê. Rồi rồi. Come on. I'll end. Shit. Fuck. Come on. Just. Ha. Shit. There you go. Okay. Those are the ones. They took Lynn. I'm close. Wow. I'm almost there, Lynn. Cult monks are dead. Those good Christians. Because God said she had to die. Hello Tài, hello Tì nha. They want her to have the baby. Yo. Spike God. What do they do when there's no baby? I have to. Chèo đi đâu anh? Em muốn biết rồi em ơi. Lynn. Trước mắt là chèo qua khỏi con sông này đã. Gì đấy? À cái thằng kia, cái thằng mà bắn cung ấy, nó giết người mới dục xuống đây anh em, ghê không? Cố gắng lên. Em bị ganh là ô cái tiền nhá. Khổ thế nhờ. Tôi bị ganh rồi. Hello bạn. Hello em. Hello Tài. Không game mẹ Outlast 2 Tài ơi. Con cũng bị la. Làm việc xong chưa Tài ơi? Cái mày xong việc chưa? Đây mày ăn cái viên chiên à? Cái viên chiên anh biết. Hồi chiều anh mới ăn hết 30.000. Ok Tài nha. Quá. Rồi luôn. Ok Tài, cảm ơn em. Em mua hết 28 à? Hồi chiều anh mua 30. Mà không đủ ăn gì hết trơn. Livestream còn tiền với Tài. Nhờ tiền Tài rồi tính ra game mình còn là T không ấy, anh em còn là chữ T mà hơi bị nhiều T luôn, khổ thế nhờ. Khổ em gái tôi đấy nhờ, coi livestream cũng không xong nữa. Có tên em hay nữa, tên em là Hoàng Anh nha, không ấy cái tên hiện tại nha. Pháp ơi, lâm lũi này à? Tại ông muốn lâm lũi thôi. Lâm là gừng đúng không? Lâm là gừng, tức là ở trong gừng có nhiều củi đúng không? Ông chỉ cần đốn củi về ông bán thôi là nhiều tiền rồi, cần gì lâm lũi. Ông phải suy nghĩ tích cực lên. Lâm gừng đốn củi. Anh em thấy tôi nói đúng không? Lâm gừng đốn củi, làm tiểu phu về trầm hương rồi đó. À, lưu xe bị con quán nhiều lũi hẻm à, trở thành lâm lũi à. Này cái gì đây? Anh chơi game kinh dị em sợ à? Ai cũng mới sợ hết trơn á. Mà mỗi lần không like kinh dị là anh Cam ơi em không like kinh dị hả? Anh Cam ơi, kinh dị của em đâu? Hello Wime nha, cảm ơn em nhiều. Ê, chạy Chumia chạy. Cứ mỗi lần không like kinh dị là anh Cam ơi kinh dị của em đâu thôi. Hello Huyền. Là lát bớt à, vẫn còn chơi Tài ơi. Chắc chắc anh sẽ chia buổi anh chơi chung với lại con Shadow of Tomb Raider ấy. Anh Kem ơi, game Barbie Sokute là game gì? Barbie Sokute là game gì? Huyền hôm nay chưa ngủ nữa em? Ủa nghỉ lễ chưa? Chuột ăn thịt người em phá đảo rồi, em phá đảo 2 phần luôn rồi. Bây giờ mới follow, giận. Ê, lui qua. Nghỉ rồi à? Nghỉ được mấy ngày? Anh em đi học được còn cái để nghỉ nhờ. Anh chưa không biết ngày nghỉ là gì. Nghỉ rồi lấy ai nuôi, lấy rồi cơm đâu ăn. Ủa hôm nay Wime em không có like ở Wime. Ok tiền nha. Ở kìa cái con Hiền này đến lớp 5 đi học hả? Ok giờ muốn đi học lại cũng không được. Lúc trước học đến nơi đến chốn là giờ này cũng là ông này bà kia rồi. Giờ đi học lại liền rồi, giờ đi học là vô đó tụi kia nó tụi mấy đứa con nít nó cười vô cái mặt anh á, thầy ơi. Nó tưởng đâu mình là học ngu ấy, ở lại lớp á. Nó già mà ở già mà ở lại lớp. Rồi luôn. Còn 3 miếng thôi. Thành thử sửa xe à? Thành sửa xe là cũng là một cái nghề ngon rồi. Thành sửa xe hay lên báo nhiều nhiều ấy. Người ta lũng một lỗ, mình đâm thêm một lỗ ấy. 20 mình lấy thêm 20 đó là 40. Trời ơi giàu. Bao giàu luôn. Làm lỗi rồi. Có làm gì không nhờ? Ok. Cái gì đây? À, bớ lẹ rồi luôn bị đua xe công an bắt được là nằm ngoan lắm à. Cái gì đây chạy mau cho em vô bờ, cho em vô bờ. Nó kìa. Rồi luôn. Ngay đầu luôn. Nó ngay đầu mình rồi anh em ơi. Mau lên. Ở kìa. Đi đường nào nhờ? Nó đứng gần mình vậy? Nó chạy kịp. Mau. Mau lên. Không cần quay đầu lại. Cứ đi thôi. Lên bờ. Mở mày. Hết cả hồn. Chỗ này không mở được nha. Mày có gì không? Đập con ma được không? Không em ơi, game này chỉ có chạy thôi à. Game này là chỉ có chạy mới chạy thôi. Vãi là máu rồi anh em. Không có pin bọng gì hết trơn vậy. Vô lụm cục pin. Ấm đi anh nè. Không em ơi. Ủa cửa này không đi được. Hello anh em mới vô nha. Cửa này có không đi được luôn. Giờ đi đâu nhờ? Lâu Duy. Bị khóa. Hay là nó kêu mình khám phá gì ở bên đây nữa nhỉ? Cảm ơn Duy, cảm ơn em nha. Máu mà chảy kìa. Trào máu ra thôi. Ơ kìa. Làm gì la gì với mày? Đợi tao, đợi tao, đợi tao. Mày đâu rồi? À, nó mở cửa rồi nè. Đầm mà tè. Hay lắm, khoái lắm, lẹ lắm. Gì vậy? Ê, nó rửa vãi à. Cháy. Rồi đúng là nhìn mới chịu à. Này không mở được. À, đù. Mở cửa sẵn luôn. Hộp pin nè. Đây có gì không? Đây là bức hình này. Bức hình treo cổ. Đây không có gì hết. Có qua đây được chưa? Chưa qua được à? À, phải đi ngược lại chỗ này. Anh em ơi, ai chưa follow bấm follow các anh em nhé. Hôm nay cho mình lên chắc lên không nổi đâu, có màn hình sáng kìa anh nè. Chắc lên 19k chắc không nổi. Phải à, máu à. Máu anh em ơi. No. Tránh xa tôi ra. Trèo lên, trèo lên, trèo lên, trèo lên. Trèo lên quang dốc tìm gốc cây ra. Mở lên. Đó, quay về hiện tại. Ây da. Máu hơi bị nhiều nha. Sao mà máu đỏ đó mà. Mua máu rồi anh em ơi. Ông Quang Hải đây chia sẻ nha. Anh em ơi, rảnh team rảnh ngồi xem mà không biết làm gì, anh em team vô màn hình cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hai pin cái. Mua máu rồi. Em không sợ à? Sợ thì cũng sợ nhưng mà chơi thôi thôi em, có gì đâu. Ừ, em bấm mưa nè. Mưa máu nè. này bị phá rồi. Cảm ơn Duy nhiều. Gì đấy? Bữa là nói gì đấy? Hello Tứ. Người nó treo lên kìa em. Anh Tuấn bây giờ treo rồi vậy, anh Tuấn đi đâu rồi? Giờ hôm nay anh Tuấn nói chuyện. Rồi luôn. Đóng cửa luôn. Vãi ra đầu người à. Ok, lâm lũi nha. Anh em xem game nhớ bật volume lên nha. Không chơi bật volume nhỏ nha. Không chơi bật volume nhỏ nha anh em. Qua đây. Không biết. Gì đấy? Ok em. Gì đấy? Khi nào phá đảo anh à? Khi nào phá đảo thì phá đảo em ơi, anh không biết nữa. Gì đấy? Đứa nào mới chạy còn lập cộp vậy? Hai pin cái tí mà biết đường mà chạy. Ok sự nha, ngủ ngon nghe em. Ê, gì vậy mày? We tried to get her back before the enemy cracks her womb, but they wait. Lynn, have you seen her? They killed us. À, thằng này người quen. The lucky ones they killed. Có bao nhiêu ghi vậy? Game này hình như là we have to leave. Ba mấy ghi phải? Have to go. Anh này người quen anh em à? Trời ơi, đầu hết cho mình. Em này anh em phải chuẩn bị tâm lý, không phải là hù nhiều lắm. Giờ đi đâu mới nhờ? Ra đây. Anh đâu? Có giờ hiện đại rồi. Ở đây vẫn là cái bàn. Bàn chiếu. Này là đi đâu nhờ? Mẹ thảo vậy à? Ừ vậy mới ghê. Sợ rồi đúng không? Có pin nè. Không có mượn bật tivi. Không à. Phải không ấy. Đây có pin gì không? Không có pin. Đúng rồi, game này nó đổi cảnh nhiều khi mình không biết đâu. Lâu trực, hello em. Hoàng Anh buồn ngủ sao mà thấy em ru quá nhờ. Hoàng Anh buồn ngủ đúng không? Thấy mai coi like hiền ấy nhờ. Hello Chu Minga, hello em. Rồi luôn, khóa cửa luôn. Em này vui lắm mè. Nãy chưa. Ok. Vậy là vui dữ chưa? Anh quên tên em rồi à. Anh biết tên ở làm đổi tên làm gì? Đổi tên thì anh chịu. Cái này đâu phải trong bệnh viện. Mày trong văn phòng mà. Máy tính không mày thấy không? Không phải trong bệnh viện đâu. Cái này có pin không? Kiếm một hai cục pin gì đó bỏ vô. Máy tính. Jessica. Đi được chưa? Rồi bấm nút gì nữa? Alo. Anh em ơi. Không mày bấm nút nào? À, đứng im đây luôn rồi. Alo, alo. Ơ kìa. Sao có lúc bị bấm như vậy? Lỗi game à. Nào lỗi game thì không anh em. Hello Bê Toàn. Hello Bê Toàn nha. Hồi nãy Huyền kiếm anh đấy. Ừ đây Toàn ơi. Nhưng mà mình bấm vô cái là nó bị lỗi em à. Rồi luôn. Game bị lỗi rồi. Game bị lỗi khúc này rồi anh em ơi. Sao mẹ quỷ ma gì đâu không à. Chờ hả? Nên nó không nhiều đây đâu à. Hình như mình lỗi thiệt rồi anh em ơi. Làm gì nữa? Ừ, hình như bị lỗi khúc này rồi anh em ơi. Như là khúc này nói chuyện xong là nó sẽ hiện cái nút gì cho mình bấm đi ra ấy. Khúc này đã bị lỗi khúc máy tính rồi. Ok. Cây thế nhờ. Mẹ này là chơi tiếp vào người gì. Đó, hút mày đã thêm nói cho mình, nói bấm cái gì cho mình là mình thoát ra ngoài máy tính ngoài ấy. Bị lỗi thiệt rồi anh em ơi. Ở kìa. Chơi tiếp hả? À? Chơi tiếp không vậy thôi, thử vẫn khúc đó mà. Đó, vẫn khúc này thôi. Khúc này bị lỗi rồi. Cây thế nhờ. Không, cái này tôi tải nguyên bản là shop luôn á chứ không phải là shop riêng, hiểu không? Ok chợt, bye bye em. Mày nó bị lỗi khúc này rồi em ơi. Mày lỗi khúc này thiệt rồi. Không, mình phải trên web mà. Trên stream tôi cũng có. Nhưng mà tôi tại vì shop ở ngoài chứ. Giờ sao ta? Thẩm phán. Giờ sao giờ nhỉ? Nó bị lỗi cái chỗ bấm máy tính rồi. Nó không cho mình đi tiếp đó chứ. Có lẽ bấm sử dụng máy tính là phải bấm đi qua bên kia nữa. Đọc xong cái này là sẽ bấm qua kia. Cây thế nhờ. Đúng rồi, bắt buộc là phải bấm rồi. Nhưng mà bấm vô là bị lỗi. Game này Outlast 2. Bị lỗi chỗ này rồi. Tính ra mình chơi xa, hơi bị xa rồi đấy chứ. Nó lại không hiện cái nút lên cho mình bấm. Cây thế nhờ. Ngồi xuống. Không, cái này không có file gì sub. Cái này tôi tải toàn bộ là game là gì sub luôn, hiểu không? Chứ không phải là tải file gì sub riêng. Bây giờ chắc up game này ở đây đi anh em à. Để tôi nghiên cứu sau đi. Hello Tuấn.